Khách hàng mà nhiệt tình thì bên em cũng tận tâm lắm nha anh chị. Bởi vì bên em không có quan niệm là bán hàng, mà quan niệm là giải quyết vấn đề của khách hàng, đặc biệt là các anh chị đầu tư. Hello, xin chào tất cả các anh chị quay trở lại kênh của Hiệp. Trong cái video ngày hôm nay không có sản phẩm nào được bán anh chị, nhưng mà Hiệp sẽ cập nhật cái tình hình thực tế ở khu vực Tiến Thành, nơi mà diễn ra Nova World Phan Thiết á, để cho anh chị mà quan tâm đến đất biển, đất gần các cái dự án lớn thì anh chị có thể tham khảo cái video này. Đặc biệt thì Hiệp đang quay trực tiếp ở trên xe, có thể cái âm thanh và độ, đặc biệt độ rung lắc á, anh chị thông cảm nha. Hiệp cố gắng hết sức rồi. Rồi đây là cái con đường Lạc Long Quân từ hướng Kê Gà đi về hướng Nova World Phan Thiết và đi về hướng trung tâm thành phố anh chị. Hiệp xin chia sẻ sơ lại một lượt tổng quan để cho đặc biệt là những anh chị mà mới xem kênh hoặc là mới tham khảo ở khu vực Phan Thiết thì có thể lấy cái video này làm cái tiêu chuẩn đó anh chị. Bởi vì những cái thông tin và hình ảnh nó thật, anh chị có thể coi một cách nó dễ dàng và ra cái phán quyết nó dễ. Cái con đường Lạc Long Quân này nè, tên gọi khác là con đường 719A, là con đường ven biển anh chị. Còn có một cái con đường phía bên trái màn hình của anh chị, nó hướng ở trên đồi á, nó cách mấy trăm mét so với con đường này, là con đường đại lộ 719B đang được thi công nha anh chị, với 1.000 tỷ để thi công cái đại lộ này, 20 mấy cây, chi phí hết 1.000 tỷ. Đại lộ rất là lớn. Cái đại lộ này nó có tác dụng chỉnh trang cái traffic, phục vụ du lịch và phát triển kinh tế của địa phương, và có thể kéo cái traffic, cái dòng người, dòng khách du lịch và làm ăn từ Bà Rịa Vũng Tàu về La Di và về Phan Thiết một cách nó thuận tiện hơn. Đại lộ 719B thì nó xuất phát từ ngay mũi Kê Gà anh chị, ngay gần Thanh Long Bay á, ngay gần cái Thanh Long Bay có con đường lớn á, ngay chỗ đó thành cái bụng binh, thành cái ngã tư, và nối đi về Phan Thiết rồi thông ra quốc lộ 1 ngay chỗ Hàm Mỹ nha anh chị. Thì đó là thông tin tổng quan, anh chị có thể coi trên map thì nó rõ hơn. Còn vị trí hiện tại Hiệp đang đi là cái khu dân cư ở đường Lạc Long Quân, và phía ở trên đồi cũng phía bên trái anh chị luôn là dự án siêu thành phố biển Nova World Phan Thiết đang làm ở trên anh chị. Ở dưới này thì mình hơi khó thấy một xíu, còn cái chỗ nó thoáng thì có thể thấy được công trình, thấy được máy múc nó đang làm. Ở chỗ này thì có thể thấy được máy múc nó đang làm khá là rõ đây anh chị nè. Và trước mặt anh chị có cái bảng trắng trắng á, là cái vị trí này, cái lối xuống á, nó đang làm cái lối xuống ở chỗ này đó. Nova thì Nova World họ design là 7 km mặt biển, nhưng mà có chỗ thì họ giáp với mặt biển, có chỗ là không, nhưng mà ở trên đồi thì nó kéo dài 7 km là đúng ha. Ở vị trí này phía bên phải anh chị là giáp với biển, thì cái chỗ này là nhà dân chứ không phải là Nova World. Thông tin nó là như vậy. Thì khoảng thời gian gần đây Nova World anh chị thấy rồi, ở đâu cũng thấy Nova quảng cáo đúng không ạ? Và đặc biệt là quảng cáo Nova World Phan Thiết là mạnh nhất anh chị, với 1.000 hecta và 5 tỷ đô đang được đổ vào đây để biến đổi 1.000 hecta ở khu vực này. Và khu vực này thuộc thành phố Phan Thiết, thành phố nha anh chị, chứ không phải là ở huyện, ở vùng xa xôi gì đâu. Nó nằm ở thành phố mà nó hơi ven thành phố một xíu thôi. Tiếp theo nữa là cái view của Nova này rất là đẹp. Nova nằm ở trên đồi và view nhìn xuống biển rất đẹp, đẹp lắm anh chị. Và cái tốc độ phát triển của Nova là cực kỳ khủng khiếp, cho nên là họ cũng marketing mạnh nữa. Và khoảng thời gian gần đây thì kể từ ngày 1 tháng 7 anh chị, thì cái khu vui chơi của Nova World bắt đầu được vào vận hành, và vận hành khu vui chơi kiểu Mỹ. Thì đến cái thời điểm này, đây là giờ trưa rồi, và Hiệp đi ngang Hiệp vẫn thấy các trò chơi người ta vẫn xếp hàng đứng đợi chơi bình thường, và xe du lịch và người dân đến đây bắt đầu khá là đông rồi. Bên cạnh đó thì nó kéo theo một số thứ, ví dụ như là các nhà dân. Trước mặt anh chị cũng có cái nhà Hiệp đang đi nhìn thấy rõ hơn, có lẽ là thấy rõ hơn anh chị, là họ cũng đang xây rất là nhiều nhà homestay, rồi công ty, các cái store, các cái shop và hàng quán bắt đầu mọc lên rất nhiều, mọc lên nhiều lắm anh chị. Thì bây giờ họ, trước đây họ phục vụ cho công nhân và kỹ sư, những người phục vụ cho công trình Nova anh chị. Bây giờ là bắt đầu có thêm một cái lượng du khách đến đây nữa. Đây là mới qua một công trình nữa nè, công trình bắt đầu xây dựng ở đây nhiều lắm. Khoảng thời gian sắp tới thì Hiệp nghĩ là không chỉ có Nova biến đổi đâu, mà cái đất ở ngoài này nè bắt đầu nó biến đổi nhiều nữa. Vì Hiệp làm đất ở khu vực này Hiệp hiểu. Cái lý do nó cũng khá đơn giản thôi, bởi vì là trước đây á, Nova chưa vào vận hành thì nhà đầu tư mua đất để dành thôi anh chị, vì cái khách chưa đến, chỉ có công nhân với kỹ sư thôi, thì không phải là tệp khách hàng, không phải tệp khách hàng một số nhà đầu tư hướng đến. Cho nên là họ chưa có xây store, xây shop và các cái tiện ích, chỉ có quán ăn rồi những cái phục vụ cơ bản thôi. Rồi bây giờ bắt đầu du khách đến rồi anh chị, du khách bắt đầu đến thì bắt đầu họ sẽ mở ra những cái shop để họ bán hàng cho khách du lịch. Ví dụ anh chị bán hàng lưu niệm, bán quần áo rồi các kiểu, thì cái đó nó phục vụ cho đối tượng khác.
đối tượng khách du lịch, rồi ví dụ như là cà phê, rồi nhà hàng ha, ba biết rồi các kiểu chắc chắn sẽ mọc lên. Và anh chị hãy lấy cái mũi né làm mô hình hóa cho cái khu vực Nova này nè, khu vực Tiến Thành này nè. Anh chị biết sao, Phan Thiết là nó nằm ngay chính giữa, còn mũi né là một đầu và Tiến Thành là một đầu. Mũi né phát triển du lịch trước Tiến Thành, phát triển du lịch trước anh chị à, trước khá là lâu, từ 97 là bắt đầu phát triển du lịch rồi. Sau cái đợt mà Nhật thực toàn phần mà chỉ có mũi né là nhìn rõ nhất, và nhà đầu tư một số người có cái tầm nhìn về đây, họ thấy mũi né hoang sơ xong nó đẹp như vậy mà chưa khai thác du lịch. Và cái năm đó là cái năm đầu tiên mà mũi né kẹt xe anh chị kẹt xe và không có nhà trọ để ở luôn. Thì bắt đầu sau cái năm đó trở đi, mọi người đổ về đó làm du lịch và khai thác. Đến bây giờ mũi né được hình thành khá là lâu rồi ha. Còn Tiến Thành này tại sao mà nó phát triển sau, nó cũng là biển nó phát triển sau, thì nó có cái lý do của nó anh chị, lý do rất rõ ràng về mặt chính sách thôi. Trước khi chia sẻ lý do thì ngay cái vị trí này là Nova Center nè anh chị nè. Đây là Nova Center. Nova Center đẹp và biến đổi nhanh lắm. Một tháng trước đến giờ nó đã khác hẳn rồi. Bữa trước là cái shop house này là chưa cất nóc, và bây giờ họ cất nóc, họ gần xong hết rồi. Và bắt đầu mở ra nè anh chị, mở mấy cái tấm trắng này ra nè, rất là đẹp, biến đổi nhanh cực kỳ. Đó để anh chị thấy được tận mắt cái hình ảnh mới nhất của Nova nói riêng và khu vực Tiến Thành này nói chung ở thời điểm tháng 7 năm 2022. Và ví dụ tháng 8 Hiệp sẽ có làm một cái video giống như cái kiểu này, anh chị quay lại anh chị sẽ thấy mọi sự tiếp tục nó biến đổi rất là nhanh, thậm chí là nhiều cái mà cảm giác như biến đổi từng ngày luôn anh chị. Rồi quay lại thì Hiệp sẽ giải thích là tại sao mà cái khu vực Tiến Thành này nè nó bị trễ hơn so với Phan Thiết. Nếu anh chị quan tâm hoặc là để ý một chút xíu sẽ thấy đâu đó một số cái resort đó, nó móc meo rồi, nó hoang ố rồi, nó quá lâu rồi anh chị, như nó kiểu bỏ hoang. Thì lý do là trước đây á, ở khu vực Tiến Thành và Kê Gà này nè, Kê Gà là giáp Tiến Thành anh chị, được quy hoạch làm cái cảng biển, cảng nước sâu của chính phủ á, nhiều năm trước lắm rồi. Nếu mà quy hoạch cảng biển để phục vụ công nghiệp như vậy thì nó sẽ không phát triển được du lịch. Cái nào cũng được một thứ thôi, cảng và du lịch nó không đi cùng với nhau được. Công nghiệp mà sao nó ồn ào phức tạp, nó ô nhiễm, không thể đi được. Cho nên là các cái dự án du lịch phải ngưng lại anh chị, phải ngưng lại, và tỉnh Bình Thuận phải bỏ tiền ra bồi thường cho các cái dự án. Đương nhiên cái chính sách bồi thường này nọ thì Hiệp không đi sâu vào chuyện đó. Nhưng mà sau này cái cảng thì bị thay đổi, lại không làm anh chị, lại đổi ý, không làm nữa. Cho nên là các cái nhà đầu tư đã được bồi thường rồi, thay đổi quy hoạch, thay đổi chính sách rồi, bây giờ quay lại nó khá là khó. Và tỉnh phải mất một khoảng thời gian bị chậm, bị trễ, bị ảnh hưởng một khoảng thời gian khá là lâu để mà phục hồi. Đó là lý do khiến cho khu vực Tiến Thành này nó bị chậm. Từ vị trí này là bắt đầu Bikini Beach nè anh chị nè. Nó có hai con đường này là sát bên biển, và con đường xích lên trên kia khoảng hơn 100m là con đường ngay cái shop house của Nova. Cái khu vui chơi ở phía bên trái anh chị đây là đang vào vận hành. Giờ này là hơn 12 giờ trưa, tàu lượn siêu tốc và mọi thứ vẫn đang hoạt động bình thường. Bà con vẫn xếp hàng, vẫn đang chơi ở trong kia khá là đông. Đây cái vòng quay nè. Vậy thì trước đây á, ở Nova này là cái thời điểm mà Hiệp bán đất ở khu vực Tiến Thành này nè, có những cái mảnh đất là Hiệp bán có 7-8 triệu một mét hoặc là hơn 10 triệu một mét, tùy vào diện tích, tùy vào chủng loại đất, tùy vào vị trí nữa anh chị. Thì lúc đó Nova mới bắt đầu xây dựng thôi, mới cái shop house này nó chưa hình thành, khách sạn Movenpick này nó chưa được làm móng nữa. Thì Hiệp đã thấy là nó vào vận hành rồi, nó đã xây dựng rồi, thì chắc chắn là cái bất động sản khu vực này nó sẽ phát triển rất là tốt. Và Hiệp chia sẻ những cái thông tin, và những anh chị nào mà may mắn thời điểm đó vào càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Bây giờ là trúng hết trơn rồi, trúng rồi, trúng nhiều luôn. Cho nên là trong một cái clip, trong một cái video Hiệp chia sẻ là để mà lợi nhuận ở mức độ kỳ vọng mình 20-25% một năm với bất động sản, nếu mình có phương pháp, mình có công cụ là hoàn toàn có thể được anh chị ạ. Hoàn toàn có thể được. Và riêng khu vực Tiến Thành này thì không có mức đó đâu anh chị. Riêng khu vực Tiến Thành này đến thời điểm hiện tại, những anh chị mua trước đây rồi, nếu mà chốt giá ở thời điểm hiện tại không có mức đó nha. Và cái mức nó cao hơn rất là nhiều. Cái mức nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Bởi vì chiến lược đúng thôi anh chị, ra quyết định đúng thôi là nó sẽ khác hẳn. Còn cái dòng người về đây hiện tại đang có hai cái dòng người cơ bản. Thứ nhất là công nhân. Giờ này là công nhân giữa trưa, công nhân nghỉ nè, chứ không có là đi kẹt đường luôn anh chị.
giờ sáng sớm và giờ chiều tối là hai cái giờ công nhân tan ca về là anh chị đi kẹt đường luôn. Còn cái giờ trưa tầm cỡ 11 giờ rưỡi thì đông nghẹt bởi vì công nhân nghỉ để đi ăn. Và khoảng thời gian gần đây anh chị để ý là xe biển số ở các tỉnh khác cũng về khu vực này rất là nhiều, thậm chí là những cái ở Hà Nội hoặc các cái tỉnh miền Bắc, các anh chị đầu tư hoặc là những người du lịch vẫn thậm chí chạy xe thẳng vào đây. Thì điều đó nó cho mình thấy là cái sự thu hút rất là lớn ha anh chị, thu hút rất là lớn đó. Hiệp đi từ chưa tới, bắt đầu từ Nova, bây giờ hết Nova rồi anh chị, nãy giờ mình đi hơn 7 km rồi đó, hết Nova rồi. Ở cái đoạn này là hướng về trung tâm thành phố Phan Thiết. Thông qua cái video này thì Hiệp muốn truyền tải cho anh chị những cái hình ảnh mới nhất, những cái hình ảnh mới nhất của cái đoạn đường Tiến Thành này, khu vực này, để đặc biệt những anh chị quan tâm đến đất biển á, đất gần khu du lịch đó, thì nó là một nguồn tư liệu tham khảo rất là lớn trong cái chiến lược bất động sản. Cái thời điểm sắp tới, mà thời điểm mà nhà nước siết chặt lại, có thể bất động sản nó sẽ chậm hơn so với trước đây, và cái đỉnh sóng rồi nó qua rồi các kiểu rồi, thì mình không có tham gia vào cái việc đánh sóng anh chị. Hiệp không thích tham gia vào cái việc đánh sóng, mà Hiệp thích là làm từ cái giá trị thật. Giá trị thật từ cái bất động sản mang lại giá trị thật nè, từ cái quá trình mình làm cũng làm dựa trên giá trị thật, không dựa giá trị ảo, không làm giá, không thổi giá, không tham gia vào cái việc là làm nó không minh bạch nha anh chị. Hiệp từ chối. Thực ra khoảng thời gian vừa rồi thì Hiệp nhận được rất là nhiều lời đề nghị, không có tiện đưa lên, nhưng mà rất là nhiều lời đề nghị là bán đất với các cái thông tin nó không có được chính thống, hoặc là cái giá nó không có được đúng. Một những cái nào mà Hiệp cảm thấy nó không phù hợp với tiêu chuẩn của mình là Hiệp xin phép từ chối nha anh chị, chứ không phải đất nào Hiệp cũng bán nha. Hiệp nói thẳng luôn, bởi vì kinh doanh thì mỗi người một phương án kinh doanh thôi, không có khen hay chê gì ai, nhưng mỗi người sẽ có một cái tiêu chuẩn, và bản thân Hiệp và doanh nghiệp của mình sẽ có những cái tiêu chuẩn riêng. Những cái miếng đất nào nó đạt cái tiêu chuẩn của mình đề ra thì Hiệp mới bán, còn những mảnh đất mà nó không đạt tiêu chuẩn, và đặc biệt là đất nó không có giấy tờ, sổ sách, hoặc là cái giá Hiệp biết cái giá nó cao hơn giá thị trường nhiều quá, thì Hiệp sẽ tạm thời chưa bán cái mảnh đất đó nha anh chị nha. Hiệp sẽ không bán đến khi nào mà cái giá đó nó chạm với lại thực tế thì Hiệp mới bán. Thì đó là cái cách làm thôi. Cho nên là Hiệp chia sẻ ở đây để anh chị hiểu, mỗi người thì có một cái xu hướng lựa chọn khác nhau. Nếu mà hợp á, thì anh chị tiếp tục theo dõi để có thêm những cái thông tin, có thêm cái sự chia sẻ lẫn nhau. Còn nếu mà không hợp thì anh chị bỏ qua nhé. Video này thì Hiệp chỉ làm đến đây thôi, truyền tải những cái hình ảnh cho anh chị để anh chị có thể theo dõi từ xa thôi. Hiệp sẽ kết thúc video này ở đây. Cảm ơn anh chị đã xem. Bye bye anh chị. Chúc anh chị một ngày tốt lành và hiệu quả. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha.